Rồi nè, à, đang soạn combo gì đó heo mọi? À, đang soạn combo cốt ủ. Cốt ủ hả? À, 400 chiếc máy canh. Combo này mạnh hay vừa xài? Combo này mạnh á. Trời, mạnh á rồi nữa. Thì gồm bao nhiêu loại kem phai mặt? Nhiều lắm á. Nhiều lắm á, lại gì? Nếu mày. Trời, mày lấy combo mày dơ lên đi mày ơi. Đó. Nè. Nguyên sớ tao quần là. Ý là mày lấy nguyên liệu mày đưa cho khách coi á, mày hiểu không? Nè. Ừ. Nhỏ này nó không biết clip mấy bà ơi. Sợ lơ quá. Nè. Đây là combo cốt tẩy vừa xài nha mấy chị ha, dưỡng trắng hồng, phù hợp cho mấy da bình thường, da có tông đều sử dụng được hết. Này là dạng cốt tẩy vừa nha mấy chị nha. Em kết hợp mỗi loại nguyên liệu kem pha mặt mỗi loại một hộp cho chị em nhà mình. Đó. Bà nào mà thích xài cái dạng cốt tẩy trắng từ từ thì mấy chị sử dụng combo này, với lại nhiều phôi kem siết mặt thì mấy chị sử dụng combo này nha. Này là mỗi loại một hộp, gần 23 loại kem pha mặt kết hợp lại với nhau. Bên em thì chuyên hàng Thái loại 1 nên là chị em nhà mình cứ an tâm ha. Đó, ngày nào cũng soạn nguyên liệu từ từ cho khách hết trơn nha mọi người ơi.